Hello, welcome back. Clip này sẽ là 8 tựa game và BBZ2 sẽ là tựa game đầu tiên mà mình review trong video này. Ba con boss này mình sẽ hạ gục nha. Ba tầng boss trò chơi này. Thank you.
có đỡ được không? Okay, và bây giờ thì mình sẽ review tựa game tiếp theo, Seraphine 2. Một trưởng kèm một cái phi tiêu là đối thủ ra đi rồi. Đánh cái con thôi miên cái gì đỡ làm sao được. Thank you.
nhiều hơn đối phương. Thank you.
và bị thôi miên. Biết sức mạnh của mình là gì không? Sức mạnh của mình là niềm tin. Thank you.
game tiếp theo của video này. Các bạn hãy nhắm mắt vào và một tựa game mới sẽ hiện ra trước mặt các bạn ngay bây giờ đây. Loát game rồi. Đấu bot nào, mình đấu được rất nhiều con bot rồi. Con này 900k lực chiến. Bắt đầu tăng độ khó rồi đấy. Ra cái là bay màu luôn. Vòng mà tiêu diệt hết luôn. Biệt đội của mình đang rất đông. Lại phải đi một vòng nữa rồi. Lính laser rất là khỏe.
không thể đứng yên một chỗ được, rất là khó ném bóng. Bây giờ thì mình sẽ chơi Inspector Smarter Chu. Ôi. À, hẹp quá không thể di chuyển được. Làm gì căng. Ôi à, hơn nhau cái tầm đánh các bạn à. Chết rồi. Làm gì căng. Đi cà chù với tôi này. Ô, bắn này này. Ôi, kia tia màu xanh soi rọi cả bàn đồ như thế thì đỡ làm sao được. Ai, it's water. Mình nhân né ở đây thì không phải là cách này. Bây giờ sẽ là tự nhiên phải khủng long đi. Thank you.
đúng rồi. Sẽ là sâu sắc ghê quá. Các bạn anh em ăn vào và cái tựa game này sẽ hiện ra trước mắt các bạn ngay đây. Giành chiến thắng được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục review tựa game Zan's Quantum, sẽ là tựa game cuối cùng của video này nhá. Tựa game này thì phải có internet, mình đã bật internet lên để chiến cái tựa game này. Chúng ta cũng đến với Zan's Quantum.
phục rất đơn giản luôn. Sử dụng cái súng gì nào. Bay màu đối thủ luôn. Chạm mặt boss này. Rời luôn. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.